Khám phá lịch sử xin được chào quý vị và các bạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những áng văn thơ ghi lại chiến thắng oanh liệt của vua Quang Trung trước quân thanh. Đây là một chủ đề thú vị, bởi lẽ trong suốt 143 năm dưới triều Nguyễn, việc sáng tác thơ văn ca ngợi vua Quang Trung bị nghiêm cấm. Triều đại Tây Sơn bị coi là ngụy quyền và không được ghi chép trong chính sử. Tuy nhiên, vẫn còn sót lại một số bài thơ chữ Hán của các tác giả đương thời ca tụng chiến thắng này. Những bài thơ này là một nguồn tư liệu quý báo giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bối cảnh lịch sử và tinh thần chiến đấu của dân tộc ta. Trước hết, tôi xin giới thiệu với quý vị bài thơ của Phan Huy Ích, một danh sĩ sống vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Bài thơ có tựa đề Mới nghe tin tổng đốc họ Tôn lui quân về thành Sương Giang, ngẫu nhiên làm thơ. Thành Sương Giang do người Minh xây dựng, được quân Thanh bồi bổ lại, nằm ở thị trấn Bắc Giang ngày nay. Bài thơ miêu tả cảnh quân Thanh bại trận, tháo chạy tán loạn. Hình ảnh ngọn cờ chinh chiến muôn dặm, tương phản với cảnh người ngựa qua cầu rất hốt hoảng. Phan Huy Ích cũng lên án vua tôi nhà Lê Chiêu Thống, phục quốc đều tham lam lười biếng. Ông bày tỏ sự thương cảm đối với mấy vạn nắm xương bỏ lại bên thành và nỗi oán hận theo gió đến thọ xương. Bên cạnh đó, chúng ta còn có những bài thơ hài thơ của đoàn Nguyễn Tuấn, một vị quan làm việc bên cạnh vua Quang Trung. Một bài thơ của ông được viết vào sáng sớm ngày 27 tháng 11 âm lịch, ghi lại niềm hân hoan khi hạ được thành. Bài thơ mở đầu bằng hình ảnh hào hùng. Hồi trống oai linh dậy trăm thần, sáu quân khí mạnh đạp trùng thành. Trong một bài thơ khác, đoàn Nguyễn Tuấn miêu tả cảnh sắc sau cơn bão táp ngụ ý nói về bối cảnh sau chiến thắng của vua Quang Trung. Ông so sánh sự thịnh suy với hình ảnh cây cỏ. Cây cao, cây lớn riêng vẫn hiên ngang, còn cỏ ua cành khô phần nhiều đều gãy nát. Thông qua đó, ông muốn nhắn nhủ rằng sự suy vong không hoàn toàn do trời định mà phần lớn do yếu tố chủ quan. Đoàn Nguyễn Tuấn còn có bài thơ Qua sông nhị xem lụy cũ quân Bắc ghi lại cảnh hoang tàn sau trận chiến và lên án ý đồ cứu lê của nhà Thanh. Ông cho rằng nhà Thanh lấy cớ phù lê để xâm lược nước ta là một việc làm bất chính. Tiếp theo, tôi muốn chia sẻ với các bạn về những bài thơ của Đại thi Hào Nguyễn Du. Vào thời điểm diễn ra trận chiến, Nguyễn Du đang ở Trung Quốc. Ông đã viết bài thơ Tức Cảnh ở Tín Dương, miêu tả tình cảnh khó khăn của người dân Trung Quốc phải chịu ảnh hưởng của chiến tranh. Câu thơ Tóc Bạc Giận Thu Đến cho thấy nỗi niềm của Nguyễn Du khi chứng kiến cảnh lầm than của dân chúng. Bài thơ ngẫu hứng của Nguyễn Du cũng thể hiện không khí u buồn sau khi quân thanh đại bại. Tiếng kèn trên thành tín dương trở thành tiếng ai oán. Nguyễn Du hướng về quê hương với nỗi nhớ ra diết, ngàn dặm nhớ quê quay đầu lại, mây trắng phương nam trôi bạt ngàn. Ngoài ra, chúng ta còn có bài thơ của Ngô Ngọc Du ghi chép việc khôi phục thành thăng long. Bài thơ miêu tả khí thế hào hùng của quân Tây Sơn và niềm vui của dân chúng khi đất nước được giải phóng. Ngô Thị Nhậm, một vị quan thân cận của vua Quang Trung, cũng có những áng văn ghi lại chiến thắng này. Trong biểu chúc mừng, ông ca ngợi công lao to lớn của vua Quang Trung. Còn trong chiếu phân phối hành binh người nội địa, ông thể hiện lòng nhân đạo của vua Quang Trung khi tha chết cho hàng vạn binh lính nhà Thanh bị bắt. Cuối cùng, tôi xin giới thiệu với quý vị đoạn thơ trong đại Nam quốc sử diễn ca của Lê Ngô Cát và Phạm Đình Toái, miêu tả diễn biến trận chiến và sự hốt hoảng của quân Thanh. Chiến thắng của vua Quang Trung không chỉ là một chiến thắng quân sự vẻ vang mà còn mở ra một trang sử mới trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Quý vị nghĩ sao về những bài thơ mà tôi vừa chia sẻ? Các bạn có thể tìm hiểu thêm về chủ đề này qua các nguồn tư liệu lịch sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe khám phá lịch sử.